Vậy xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những chậu lan siêu siêu đẹp quý vị và các bạn, siêu siêu khủng tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Hiện tại Việt đang ở đường Lạc Long Quân. Đây, trước màn hình quý vị và các bạn là chính là đường Lạc Long Quân. Và bên kia, phía bên kia là hồ quý vị và các bạn. Rất rất nhiều những chậu lan khủng to. Wow. Cực kỳ to. Có giá hết quý vị và các bạn. Đây, Việt mời quý vị và các bạn xem. Chậu này rộng khoảng 1m8, cao 2m. Wow, rực rỡ. Đây, Việt sẽ gửi giá quý vị và các bạn. Chậu này có giá 69 triệu. Wow. 69 triệu quý vị và các bạn. Còn rất nhiều. Rất nhiều những giò lan các màu sắc khác nhau, đa dạng phong cách. Việt mời quý vị và các bạn chiêm ngưỡng những bông hoa lan đang là khoe sắc bầu trời xuân thủ đô. Rất đẹp. Vựa lan này thì có tên là Dương Hồ Điệp quý vị và các bạn. Đây, đây chính là số điện thoại quý vị và các bạn có nhu cầu hãy liên hệ xem là Việt nghĩ là Dương Hồ Điệp thì sẽ có rất nhiều điểm. Năm nào cũng thế. Có rất nhiều điểm. À đây. Hoa có xuất xứ từ Đà Lạt quý vị và các bạn. À đây và các cơ sở ở đây luôn quý vị và các bạn. Rất nhiều điểm. Có 7 cơ sở. Rất nhiều cho sự lựa chọn quý vị. Wow. Cực kỳ rực rỡ. Chậu này Việt thấy có 3 màu. Một là màu hồng, hai là màu đỏ, ba là màu trắng kem. Cực kỳ đẹp. Quý vị và các bạn vào đây thì có vẻ ngập. Wow. Việt xem chậu này khủng này, có hai màu, màu hồng và màu trắng kem. Wow. Quý vị và các bạn nhìn thì có yêu không, có mê không? Cái này thì để ở cơ quan. Cực kỳ đẹp. Đây. Có giá 124 triệu quý vị và các bạn. Wow. Rất đẹp. Bông hoa lan Đà Lạt của nhà vườn Dương Hồ Điệp đang là khoe sắc xuân tại thủ đô Hà Nội quý vị và các bạn. Cực kỳ đẹp. Nhìn chỉ có mê. Wow. Rất đẹp. Chắc chắn video này sẽ rất đẹp quý vị và các bạn. Tại vì Việt ghi hình bằng máy ảnh. Tại vì máy ảnh thì Việt cũng ít khi quay ở ngoài đường. Tại vì ở ngoài đường bụi và gió, nên là sẽ ảnh hưởng đến ống kính rất nhiều quý vị và các bạn thông cảm. Ở ngoài đường thì Việt hay quay bằng máy điện thoại. Đi vào trong nhà hay là Việt đi quay buổi tối thì Việt hay quay bằng máy ảnh. Nhiều hôm buổi tối thì Việt cũng quay bằng máy ảnh luôn. Nhưng mà Việt cũng ít. Vì nếu mà quay quay ở ngoài đường nhiều thì máy cũng nhanh hỏng.
rất đẹp quý vị và các bạn. Wow, rực rỡ, một màu vàng xen lẫn màu hồng. Xin mời quý vị và các bạn xem giá của chậu này. Chậu này có hai màu. Mình chưa thấy giá ở đây quý vị và các bạn. Các chị chưa niêm yết. Đây thì được thấy 132. Đây, xin mời quý vị và các bạn chiêm ngưỡng một loài hoa lan. Hoa lan này cũng đẹp này, quý vị và các bạn. Đỏ thắm. Em ơi, chậu này bao tiền nhỉ? Đấy, anh chưa thấy. Đây đây, thấy có tờ giấy màu vàng. À, sao các bạn ấy vừa bê ra. Và có một loại lan màu trắng hồng quý vị và các bạn. Đây quý vị và các bạn, năm nay Việt mới thấy lan này. Cực kỳ đẹp. Wow. Rất đẹp. Một mùa xuân rực rỡ với lan Đà Lạt. Và đây bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của lan quý vị và các bạn. Chậu này Việt thấy được thiết kế 4 màu. À, chậu kia 42 triệu ấy. Anh cảm ơn. Đây chậu Việt vừa gửi tới quý vị và các bạn, đây là 42 triệu. Có hai màu, màu hồng đỏ và màu vàng đỏ. Chậu này có 4 màu quý vị và các bạn. Một là màu màu hồng này, màu hồng đậm này. Và hai là màu trắng kem này. Ba là màu trắng điểm hồng này. Bốn là màu vàng này. Wow, rất kỳ đây. Rất nhiều. Choáng ngợp với vẻ đẹp quý vị và các bạn. Ở đây khách vẫn đang là miệt mài chọn lựa cho mình những chậu lan Dương Hồ Điệp để về chơi xuân. À, ngoài ra mình thấy còn có những chậu lan nhỏ nhỏ. À, có 6 triệu quý vị và các bạn. Wow, 6 triệu là có lan chơi rồi. Sáu triệu Việt thấy được 20, được 20 cây quý vị và các bạn. Rất đẹp. Cảnh này à, chậu này có giá là 9.250.000. Rất đẹp. Hoa này có màu hồng mà là điểm màu đỏ quý vị và các bạn. Wow, có đường nét hoa gần như kiểu là màu đỏ xen như kiểu cái gân lá. Rất đẹp. Đúng là
loài hoa của Việt Nam nhìn mê quá. Quá đáng yêu quý vị và các bạn. Wow, nhiều lắm quý vị và các bạn. Đây mấy giò nhỡ nhỡ 23 triệu. Choáng ngợp vào đây với vẻ đẹp. Wow, đây cũng là những bông hoa lan Việt lần đầu mới nhìn thấy quý vị và các bạn. Wow, có một hình như kiểu là hình con bướm rất đẹp. À, các nhà vườn ở trong Đà Lạt cũng khá là khéo cho ra những bông hoa lan đa dạng màu sắc, kiểu cách cực kỳ đẹp. Chậu lan này Việt thấy được kết hợp 3 màu. Rất đẹp. Chậu này có giá 16 triệu quý vị và các bạn. 38 cây. Loài lan này là 300.000 một cây quý vị và các bạn. Rất đẹp. Wow, xin mời quý vị và các bạn xem toàn cảnh ngất ngây. À, choáng ngợp với vẻ đẹp của lan Dương Hồ Điệp quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một mùa xuân tươi trẻ. Việt sẽ dừng clip ở đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tới của Việt.